Và thưa quý vị, có lẽ là việc chứng kiến tỷ lệ ly hôn ngày một tăng nên ở nhiều quốc gia chính là một trong những lý do khiến nhiều người ngần ngại trước quyết định kết hôn. Và có thể thấy là càng ngày thì xu hướng sống độc thân càng được ưa chuộng ở giới trẻ. Thay vì trói buộc bản thân trong một cuộc hôn nhân nào đó thì nhiều phụ nữ lại lựa chọn là yêu lấy chính bản thân mình. Và cũng vì thế trào lưu tự cưới chính mình đang ngày càng trở nên phổ biến ở châu Âu. BBC và hôm nay đưa tin là Laura Messi, 40 tuổi, nữ huấn luyện viên thể hình người Italia, đã vừa tổ chức một đám cưới rất đặc biệt, không có mặt chú rể. Laura đã tự kết hôn với chính mình. Ý tưởng về việc tổ chức một đám cưới độc thân đã được Laura ấp ủ suốt 2 năm qua vì cô cảm thấy quá chán nản khi phải đợi chờ một nửa còn lại xuất hiện. Khi còn trẻ thì cô đã có một mối tình sâu đậm kéo dài 12 năm. Tuy nhiên sau khi chia tay thì Laura không hẹn hò với ai khác nữa. Kể từ đó thì cô quyết định chọn một cuộc sống độc thân vui vẻ. Laura được cho là một người phụ nữ Italia đầu tiên theo đuổi trào lưu tự cưới chính mình. Hồi tháng 5, một người đàn ông Italia có tên là Nello Ruggiero cũng đã trao nhẫn cho chính mình trong lễ cưới được tổ chức ở thành phố Naples. Trào lưu tự cưới chính mình được gọi là sologamy hiện đang lan rộng tới không ít quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, Australia, Anh, Canada và Mỹ.